GF Group xuất phát điểm là một công ty chuyên tổ chức sự kiện từ năm 2005 với tên gọi GF Media, được thành lập bởi doanh nhân ca sĩ Nguyễn Thu Trang cùng những người bạn. Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam, GF Media đã đứng ra tổ chức, điều hành nhiều câu lạc bộ và giải thưởng bình chọn dành riêng cho cộng đồng doanh nhân với những dấu ấn đậm chất GF tại triển lãm cưới lớn nhất Việt Nam 2007 tại tòa nhà Ruby Plaza, 2008 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006-2008. GF Media hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo ca sĩ, tổ chức sự kiện, booking media, từ đó gây dựng hệ thống network có thể kiến tạo thị trường nhằm mang đến những giải pháp truyền thông toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. GF Media đã góp phần đặt nền móng cho GF Group trên con đường phát triển bền vững. Đến năm 2017, tại GF Media có bước chuyển dịch lớn với pháp nhân hoàn toàn mới do ca sĩ doanh nhân Nguyễn Thu Trang là người đại diện duy nhất trước pháp luật. Dưới sự dẫn dắt của ca sĩ doanh nhân Nguyễn Thu Trang, hoạt động kinh doanh của GF Media bắt đầu hướng tới cộng đồng nhiều hơn với những hoạt động nhân văn, kết hợp việc phát động chương trình gây quỹ, kêu gọi từ thiện. GF Media đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ sống để yêu thương và trao xa lăn nhận nụ cười, giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, bệnh y hiểm nghèo. Không chỉ vậy, trong năm 2020-2021, khi cả nước đang gồng mình chống dịch, GAF đã liên tục phát động kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tuyến đầu, trực tiếp đến trao quà tại bệnh viện giã chiến và thăm hỏi người dân khó khăn trong đại dịch. Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nối tiếp những thành công mà GAF Media đạt được, giữa năm 2021, công ty thiết bị y tế GAF hay GAF Medical đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là tiền thân của GF Media. GF Medical được thành lập nhằm mục đích chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng. Vẫn giữ nguyên triết lý kinh doanh là hỗ trợ cộng đồng. Với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo, trách nhiệm, tư duy vận hành linh hoạt và đặt uy tín trách nhiệm cộng đồng xã hội lên hàng đầu. Trong bối cảnh đại dịch, GF Medical đã nhanh chóng kết nối với các nhà nhập khẩu uy tín để phân phối và trở thành kênh đại lý bán lẻ chiến lược các sản phẩm thiết bị y tế chất lượng, giá thành cạnh tranh nhất như khẩu trang, găng tay, máy đo thân nhiệt, FPO2, máy đo huyết áp, máy làm giàu oxy, máy thở dành cho gia đình và bệnh viện, kit test nhanh. Và gần đây nhất, GF Medical đã phân phối hơn 200.000 lọ sản phẩm bình xịt mũi kháng virus Vitalis, bên cạnh các sản phẩm hỗ trợ điều trị F0 như xịt họng BioSpray, xịt khuẩn bề mặt hữu cơ không chứa cồn F-Micro Plus, viên uống hỗ trợ điều trị COVID Harvesting. Tất cả những sản phẩm GF Medical phân phối đều có tem chống hàng giả mang logo GF, giá thành cạnh tranh nhất, giúp khách hàng ngăn chặn và điều trị COVID thực sự uy tín và hiệu quả. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, GF Medical đã nhanh chóng mở rộng quy mô với trụ sở chính đặt tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự bùng nổ của GF Medical đã càng khẳng định thêm cho sự cống hiến hết mình và tầm nhìn của ban lãnh đạo. Là một doanh nghiệp mới còn non trẻ trong lĩnh vực thiết bị y tế, nhưng những gì GF Medical mang lại là những đóng góp không hề nhỏ cho cộng đồng. Và chỉ sau hơn một năm hoạt động, GF Medical đã vinh dự đạt được các danh hiệu giải thưởng cao quý, top 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực trang thiết bị y tế do Brand bình chọn 2021. Chủ tịch Nguyễn Thu Trang được vinh danh trong top 50 lãnh đạo xuất sắc năm 2022. GF Media vinh dự trở thành đối tác chiến lược của hàng loạt bệnh viện và doanh nghiệp lớn: Bệnh viện Ca, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi, Công ty Nguyên Vũ, Herbalife. GF Medical cũng vô cùng vinh dự khi sản phẩm của GF Medical chính là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực. Với những gì đã đạt được và mục tiêu đặt ra trong tương lai, đội ngũ ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của GF Group luôn mong muốn có thể mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng. Đồng hành cùng GF Group trên chặng đường 16 năm hình thành và phát triển là đội ngũ ban lãnh đạo nhiệt huyết và thành tâm, luôn hết mình với triết lý kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đội ngũ ban lãnh đạo đã làm nên thành công của GF Group ngày hôm nay. Bà Nguyễn Thu Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc GF Group. Ông Nguyễn Quốc Trung, thành viên Ban Quản trị GF Group.
ông Nguyễn Ngọc Hoàng, thành viên ban quản trị GAF Group, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, giám đốc tài chính GAF Group, bà Trần Lệ Thủy, giám đốc truyền thông GAF Group, ông Nguyễn Huy Ngọc, giám đốc điều hành GAF Media, bà Nguyễn Thị Lan Phương, giám đốc chi nhánh GAF Medical khu vực phía Nam, ông Bùi Kim Khánh, giám đốc GAF Pharma, ông Bùi Thiện Hoàng, giám đốc marketing và event, bà Linh Huỳnh, phó giám đốc GAF Medical, ông Đỗ Ngọc Ánh, phó giám đốc GAF Pharma, ông Nguyễn Ngọc Giang, trưởng phòng pháp chế GAF Group. GAF Group đem giá trị của doanh nghiệp phục vụ cộng đồng.